Mình chính thức vào cái nghề khách sạn nhà hàng này là ngày 16 tháng 10 năm 2006 tại khách sạn Tân Nam Hải Hội An Việt Nam. Nay thì đổi tên thành Four Seasons Tân Nam Hải Hội An Việt Nam rồi. Với vị trí ban đầu là nhân viên buồng phòng, mức lương khởi điểm 1,3 triệu. Tại Đà Nẵng thì nó cho mình rất là nhiều thứ và mình cũng rất là biết ơn Đà Nẵng lúc bấy giờ. Nam Hải nó là một cái bước đệm rất lớn, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mình luôn á. Sau một thời gian làm việc ở vị trí nhân viên thì mình cũng được lên cái vị trí giám sát cao hơn một chút. Mình cũng làm được một thời gian. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2012 thì mình quyết định dừng lại và chuyển sang một cái khách sạn khác. Và vào ngày 20 tháng 9 năm 2012 thì mình bắt đầu chuyển sang hoàn toàn tại khách sạn Ultra Resort. Ultra Resort thì nó cũng gần, nằm gần đó thôi, nó không có xa lắm, tại vì mình không có thích đi xa. Và mình bắt đầu công việc mới tại Ultra Resort với một vị trí mới, đó là vị trí housekeeping manager.